Hoàng Bất Động Sản Nha Trang xin kính chào anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu đến cho anh chị và các bạn một căn hộ biển Nha Trang Mường Thanh Viễn Triều. Và căn hộ này là mới 100% và được thiết kế theo phong cách hiện đại sang trọng, cực kỳ là trẻ trung và năng động. Và căn hộ này có diện tích là 58,8 m², 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh và giá bán 1 tỷ 580 triệu. Và căn hộ này đẹp như thế nào và thiết kế ra làm sao thì Hoàng mời anh chị cùng theo chân Hoàng đi khám phá căn hộ này như thế nào. Và trước tiên thì Hoàng sẽ giới thiệu căn hộ này từ vị trí ban công của căn hộ, vì căn hộ biển thì phải nói đến ban công là yếu tố đầu tiên anh chị ạ. Và đây hiện tại Hoàng đang đứng tại vị trí của ban công. Và căn hộ mình là căn hộ số 10 của tòa OC2B Mường Thanh Viễn Triều nghe anh chị. Và đây là view từ ban công. Căn hộ của chúng ta là có ban công á, là hướng bắc view sẽ biển. Đây là hình ảnh thực tế Hoàng quay tại ban công của căn hộ. Và cửa chính của mình là hướng nam. Căn hộ mình là căn hộ 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Và phía đối diện ban công của mình là tòa nhà OC1B. Và ở phía sau này là tòa nhà OC3 anh chị ạ. Và đây là lúc bây giờ Hồng quay đây, tầm này là tầm là 6 giờ kém 20 buổi chiều rồi anh chị. Cho nên đây là biển nè anh chị, nó Hồng quay một chút xíu biển cho anh chị mình xem rõ ràng này. Đây anh chị, đó đó là biển anh chị nha. Vì căn mình là căn view xéo biển, mà căn mình có một điều đặc biệt là nội thất của mình là mới 100%, chưa sử dụng. Và căn hộ này là ngày hôm nay là mới vừa set up xong toàn một căn hộ mới luôn. Hồng tranh thủ quay video này thật sự giá rất tốt anh chị ạ. Và đây rồi, bây giờ Hoàng mời anh chị cùng với Hoàng vào xem thực tế căn hộ ở phía trong. Và đầu tiên Hoàng sẽ giới thiệu sơ lược về ban công đây anh chị. Đây, ở ban công ở đây có lắp hai cục nóng của máy lạnh này anh chị nè, mới 100% luôn. Rồi từ vị trí ban công nè, nhìn Hoàng quay rõ ban công này anh chị nè. Đây, ban công nó đã được chủ nhà ốp men nè, từ dưới lên trên anh chị thấy rõ không, sạch sẽ nè. Đây men ốp lên trên luôn nè, cực kỳ sạch sẽ luôn và gọn gàng. Và ở đây có một cái máy giặt mới 100% anh chị nha. Đây men ốp sọc, đây men ốp toàn bộ nè, ban công đây anh chị. Rồi bây giờ Hoàng mời anh chị cùng với Hoàng vào xem thực tế bên trong của căn hộ. Đây từ cửa ban công chúng ta đi vào anh chị nha. Đi vào thì chúng ta nhìn trực diện là có một bộ bàn ăn, 4 ghế hàng nhập khẩu, mặt bàn là bằng đá anh chị nha. Rồi phía bên trái đây là có bếp đây anh chị. Đây bếp đây. Bếp được thiết kế theo chữ L và theo phong cách hiện đại, trẻ trung sang trọng, với gam màu ở phía trên là màu trắng và có hai kệ, kệ nhỏ và kệ lớn. Kệ nhỏ là để những vật dụng là ít khi sử dụng anh chị nha. Và ở phía dưới đây là cái kệ phía dưới này là màu green vậy, màu sáng green nè, cực kỳ sạch sẽ luôn anh chị à. Và tô điểm điểm nhấn là những cái nút tay cầm đây, họa tiết tân cổ điển. Và mặt bếp mình là mặt đá anh chị nha. Đây mặt bếp là mặt đá trắng nè, nó tôn lên cái sự sang trọng và sạch sẽ nè anh chị. Bên đây là bếp từ nè anh chị nè. Đây cũng là máy hút mùi nè. Họ mở cánh cửa ra để cho chị mình xem. Đây mới 100% nghe anh chị nha. Mà bếp của chúng ta bên đây là có chậu rửa đôi này anh chị nè. Đây chậu rửa đôi, toàn bộ thiết bị là mới 100%. Và giữa kệ trên và kệ dưới là có ốp kính cường lực, cực kỳ dễ thuận tiện trong đề lau chùi anh chị nha. Đây Hoàng quay tổng thể cái không gian bếp cho anh chị mình xem, nhìn rất rõ ràng anh chị. Đây có một tủ lạnh LC này anh chị nè, nó cũng mới 100% luôn. Hồng mở cửa tủ lạnh ra để cho anh chị mình xem rõ ràng nè. Đây mới 100% anh chị nha. Và căn hộ này là ngày hôm nay là mới vừa dọn dẹp vệ sinh hoàn thiện xong, thì Hoàng tranh thủ quay ngay cho anh chị mình xem. Và từ bếp nhìn qua là cái bộ bàn ăn ở phía trên nó có một cái đèn điểm nhấn tại không gian bếp của mình. Đây đèn ngay vị trí bàn ăn. Rồi từ vị trí bàn ăn chúng ta nhìn thẳng qua là tiếp nối cái không gian phòng khách
Đây anh chị, phòng khách của chúng ta có một bộ ghế sofa hàng nhập khẩu da màu cực kỳ sạch sẽ, là màu này là cái màu cực kỳ là tao nhã, phù hợp trong cái không gian thiết kế tổng thể của mình anh chị nha. Nó là màu kem, và trong đây có một cái cây xanh, là cái đề cây ở trong nhà anh chị. Và đây, điều quan trọng bậc nhất nữa là cái vị trí phòng khách và cái kệ tivi này anh chị, nào quay rõ ràng cho chị mình xem. Đây, kệ tivi nè, thiết kế cực kỳ tao nhã luôn anh chị. Có một cái tivi LG là 5 inch mới 100% luôn. Đây Hồng quay chi tiết toàn cảnh của cái kệ tivi cho anh chị mình xem rõ ràng đây anh chị. Rất mượt mà anh chị ơi, màu trắng đẹp lắm. Và căn hộ của mình ở phòng khách là anh chị chủ nhà có lắp đặt một cái quạt trần tích hợp đèn trần luôn anh chị à. Vì căn hộ biển của mình chỉ cần mở cái quạt trần này ra thôi là mát cực kỳ rồi anh chị. Đây, quạt trần đây. Vì căn hộ này rất là đẹp cho nên họ muốn quay chi tiết rõ ràng tỉ mỉ để anh chị nhìn qua cái video của Hoàng đã đánh giá được cái chất lượng của căn hộ của mình rồi. Đây, anh chị thấy rõ toàn bộ căn hộ mình, sàn toàn bộ đều là dùng sàn nhựa nên cực kỳ là sạch sẽ và bền với thời gian, chịu được nước anh chị nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng với Hoàng vào xem tham quan hai phòng ngủ của căn hộ chúng ta được thiết kế như thế nào. Đầu tiên Hoàng sẽ mời anh chị vào xem trong cái phòng ngủ Smarter, là phòng ngủ có vệ sinh ở phía trong đây để cho anh chị mình tham khảo. Đây, trong phòng ngủ Smarter là có một cái giường 1m6. Và đây là tủ đồ giường này anh chị nè. Đây là cái tủ nè, tủ đựng đồ đây. Toàn bộ trong đây là thiết kế là gam màu trắng và sáng hết toàn bộ anh chị nha. Sạch sẽ và tao nhã. Và trong cái phòng ngủ Smarter này á là có một vách kính, chúng ta nhìn ra biển anh chị nha. Đây, nhìn xéo ra biển đây anh chị. Toàn bộ căn hộ của mình á, là trần đều là trần thạch cao, đèn led toàn bộ. Đây Hồng quay chi tiết rõ ràng trong cái căn hộ của mình để cho anh chị mình dễ dàng lựa chọn mà xem xét anh chị nhé. Đây căn hộ mình cũng có một cái máy lạnh nè. Căn hộ mình á, là hai phòng ngủ đều được lắp đặt máy lạnh hết anh chị nha. Rồi bây giờ chúng ta vào đây là phòng vệ sinh trong phòng ngủ Smarter này anh chị nha. Đây cũng thiết kế đơn giản thôi, bồn cầu nè, lavabo nè, và phía bên này, đây phía bên đây bộ vòi pha nấu lạnh đây. Và cửa vệ sinh chúng ta dùng cửa nhựa lò thép anh chị nha. Cửa nhựa lò thép này điều đặc biệt đó là chịu nước, cực kỳ chịu nước và bền theo thời gian anh chị. Rồi bây giờ chúng ta bước qua phòng ngủ nhỏ. Đây phòng ngủ nhỏ cũng được trang bị một cái giường 1m6 này anh chị nha. Đây là cái tủ đứng trong phòng ngủ nhỏ này anh chị. Đây tủ đồ giường đây. Và trong đây cũng có một cái máy lạnh đây, mới 100% luôn. Những hình ảnh Hồng quay ở đây là hình ảnh chân thực thực tế về cái căn hộ của mình. Và trong cái phòng ngủ nhỏ này á, thì chúng ta cũng có một cái cửa sổ mở ra hành lang của các cái lối đi của căn hộ anh chị nha. Rồi bây giờ Hoàng sẽ quay cái phòng vệ sinh chung của căn hộ của chúng ta có gì đây anh chị. Đây bồn cầu này anh chị nè, bên đây là lavabo, gương đây, bên đây là vòi sen tắm nóng lạnh, toàn bộ men là ốp bồn trần hết toàn bộ. Đây cửa vệ sinh đây cũng là dùng cửa nhựa lọ thép chịu nước luôn anh chị. Rồi bây giờ Hoàng sẽ đứng vị trí ở giữa hai phòng ngủ, Hoàng sẽ quay camera từ phòng khách này anh chị nha. Đây phòng khách này, nhìn qua phía bên đây, đây là bàn ăn đây. Đây Hoàng quay căn hộ mình từ nhiều góc với nhau
để cho anh chị mình dễ dàng có một sự nhìn nhận, lựa chọn xem thử cái thiết kế này với không gian bố trí này có phù hợp với cái nhu cầu mong muốn của anh chị như mình hay không. Và bây giờ Hoàng sẽ tổng hợp lại căn hộ của mình. Căn hộ của mình là căn hộ số 10, tòa OC2B, chung cư Mường Thanh, Viễn Triều. Và căn hộ mình có diện tích là 58,8 m², 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Cửa chính là hướng Nam và ban công là hướng Bắc, view xéo biển. Và pháp lý ở đây là hợp đồng mua bán ký công chứng sang tên ngay và giá bán nhanh là 1 tỷ 580 triệu. Và Hoàng cũng hy vọng là qua cái video này Hoàng có thể kết nối thành công khách hàng sớm có duyên với căn hộ này. Và nếu anh chị nhà mình có nhu cầu xem thực tế căn hộ này hoặc một số căn hộ khác trong cái hệ thống Mường Thanh, Viễn Triều thì anh chị hãy gọi ngay cho Hoàng 0972 206 206 để được dẫn đi xem thực tế và chốt cọc. Và để không bỏ lỡ những video giới thiệu về bất động sản Nha Trang Khánh Hòa của Hoàng thì anh chị cho mình hãy like và đăng ký kênh YouTube của Hoàng để là những người đầu tiên nhận được video review bất động sản mới nhất của Hoàng. Và Hoàng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị cho mình ở những video tiếp theo.